Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Ellie Lê. Thì ngày hôm nay Ellie sẽ hướng dẫn tiếp tục review về phòng cho các bạn xem nhé. Thì phòng này là guest house ở Hồ Bàn, mọi người cùng đi theo mình ha, đi theo. Xin giới thiệu với mọi người, đây là view view biển rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người thấy không, đứng đây chụp ảnh thì quá là đẹp luôn. Rồi đi vào đây. Thì mọi người ơi, đây á là cái ở đây nó hiện bây giờ không cần phải người đứng check in check out luôn á, rất là tiện luôn. Đây là Master Knox, thì khi mà mình book phòng ấy, người ta sẽ gửi cho mình một cái mã cái email ấy, thì mình sẽ lấy cái mã đó mình ấn vào đây. Xong rồi, ví dụ như cái mã này cho mình ấn vào đây, nó sẽ mở cái này ra, thì cái này bên trong nó sẽ có chìa khóa như thế này này, thì mình lấy sẵn rồi ấy, nên là bây giờ mình chỉ hướng dẫn mọi người thôi. Nên là bây giờ rất là tiện, thời đại 4.0 không cần phải người phục vụ luôn á. Sắp tới không biết mình nên làm gì. Rồi bây giờ đi vô đây nhé mọi người. Thì đây là phòng này, phòng số 2 bên trên lầu, mọi người đi theo mình nhá. Mọi người trước khi đi vào đây thì mình có một cái phòng khách thì để ngồi, mọi người có thể ngồi đây ngắm view đẹp không? Mình quay xong quay xung quanh. Từng phòng với mọi người, thì những cái khu mà ăn chung ấy, hoặc là phòng khách này, máy giặt này, hay là phòng ăn hoặc là tủ lạnh thì sẽ share với các phòng khác, rất là tiện lợi. Ở đây mọi người có thể thấy đây là bếp ăn đó, có nước, có cà phê, ở sinh. Ở đây thì có mặt quay, có lò nướng, có bếp, có hết rồi mọi người. Đây có tủ lạnh nha. Đó. Thì bây giờ các bạn cùng đi theo phòng mình nhé. Mời các bạn vào phòng nha. Thì trước khi vô mọi người, ở đây người ta làm hiện đại lắm, làm toàn tủ âm không à mọi người. Tủ này ở bên trong cái hai cái đường này là tủ hết á, mình để rất là nhiều thứ, mọi người thấy không? Đó, người để quần áo, để đồ, chăn, rất là nhiều thứ trong đây. Rồi, tiếp theo, đây có bàn ăn, ở đây mình sẽ thấy cái bàn này thì ở đây người ta có mấy cái đồ kẹo này, có giấy thư mời ha, rồi có nước, rồi vào đây thì có máy sưởi. Cái giường này dễ thương không? Đó, người ta trang trí đẹp ha. Đó, nhà khá là mới, đẹp. Đi vào đây, nhà vệ sinh ở đây hiện đại lắm, xịn hơn cái hôm trước mình dự review với các bạn. Ở đây có kem body này, nước rửa tay này, rồi sữa tắm, là sữa tắm của bọn Suskin, rất là ok luôn á. Đấy, rất là đẹp. Nói chung khách sạn này chắc là khá là mới. Ở đây thì view ra đây nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây mình có view này, mình ở chỗ này view đẹp này. Đó, view đẹp ha. Ok các bạn, vậy là mình đã review xong cái guest house này rồi nha các bạn. Ai các bạn nào có thích cái phòng này không, để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Thì nếu mà ai đến Hô Bạt thì các bạn có thể đến đây thuê thử nhà này, thì mình theo cảm nghĩ của mình thì khá là mới. Rồi đồ nội thất cũng rất là ok, với cái đồ dụng cụ bên trong, ví dụ như là sữa tắm hay là kem body, người ta chuẩn bị cũng khá là chu đáo, chứ không giống như những cái khách sạn mà mình đã từng ở. Nói chung là mình cảm thấy là rất là happy về cái chuyến đi lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video. Nếu mà ai chưa subscribe thì hãy subscribe kênh YouTube của mình, nhớ share, like cho mọi người cùng biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye và hẹn gặp lại. Bye.